Vâng, chào mừng quý khán giả thân mến đã quay trở lại với Việt Nam Sport TV. Và có lẽ đây là một dịp rất đặc biệt vì đây là lần đầu tiên mà Liên Quân Mobile lên sóng một giải đấu mang tính chất showmatch khá là nhiều. Bởi vì giải đấu này của chúng ta xuất hiện 4 đội tuyển bao gồm rất nhiều những cô gái xinh đẹp đến từ cả 3 vùng miền. 2 đội tuyển đến từ thành phố Hồ Chí Minh như đã được giới thiệu, đó là S-Girl và Queen Team. Ở khu vực Đà Nẵng, đội tuyển đại diện cho Đà Nẵng là đội nữ với cái tên là The Ladies, và đội tuyển đến từ Hà Nội đó là Tipper. Và rõ ràng đây cũng là những cái tên tuổi rõ ràng là cực kỳ đình đám trong cái giới game thủ nữ của chúng ta. Và điều đặc biệt đó là những huấn luyện viên của các đội tuyển này đều là những bình luận viên khá nổi tiếng của chúng ta. Đối với đội tuyển Tipper thì đó là bình luận viên Izumin, và với cái tên gọi là cả đội tuyển cả tập hợp đấy gọi là Liên Quân Nhí Nhố. Tiếp theo chúng ta có Liên Quân Lan Man, nghe cái tên thôi đã thấy Đoàn Mạnh An ở đây rồi. Với The Queen, Nghiêm Túc, Liên Quân Nghiêm Túc với bình luận viên Minh Hào. Với đội tuyển S-Girl, và cuối cùng đó là Liên Quân Bánh Bèo với bình luận viên Lê Khôi với đội tuyển đó là The Ladies. Và cũng như đã giới thiệu thì đây là một giải đấu showmatch, tuy nhiên cái phần thưởng dành cho những đội tuyển cũng không hề nhỏ một chút xíu nào, với tổng trị giá giải thưởng là tương đối cao. Đương nhiên đội nào cũng muốn giành được ngôi vị vô địch rồi. Ngôi vị vô địch, phần thưởng tiền mặt là 10 triệu đồng, chưa kể kèm theo rất nhiều những phần quà vô cùng đáng yêu, và điều quan trọng nhất là nó rất hữu dụng đối với những game thủ nữa. Tôi tin rằng là mọi game thủ đều mong muốn có được những vật phẩm kiểu như vậy. Nói về một chút về thể lệ ở giải đấu này thì chúng ta sẽ có 4 đội tuyển như đã được thông báo và sẽ đánh 2 cặp. Sau đó hai đội thua sẽ tiếp tục thi đấu ở nhánh thua, và từ đó sẽ tiến lên vào trận chung kết tổng. Và một điều quan trọng đó là đội đến từ nhánh thắng sẽ được ưu quyền một trận thắng ở trong trận chung kết đấy, và nhiệm vụ của họ đó là thắng một trận thôi thì họ sẽ vô địch, còn đội thua thì họ sẽ phải thắng 2 trận, đội đến từ nhánh thua sẽ phải thắng từ 2 trận. Và trước mặt chúng ta là lịch thi đấu ngày hôm nay, trận đầu tiên đó là Liên Quân Nhí Nhố và Liên Quân Lan Man, hai bình luận viên khá là đố kỵ nhau ở ngoài đời, đó là Izumin và Đoàn Mạnh An. Rõ ràng cái màn bốc thăm này nó là màn bốc thăm định mệnh rồi, khi mà cả Khánh Hiệp và Mạnh An thì thường hay gặp một vài những cái hụp hặc ở không chỉ là trong công việc mà cả ngoài đời nữa, đúng không? Vì thế đem họ vào trong cái đấu trường này không phải ở vị trí mà họ có vẻ như là cảm thấy mạnh mẽ nhất, đấy là ở cương vị huấn luyện viên, thì tôi tin rằng đối với anh Mạnh An thì có lẽ đây là lần đầu tiên, đúng không? Nếu chúng ta không kể tới All Star lần vừa rồi khi anh ta dẫn đội quân đi, anh ta không được tính là bình luận viên. Và Khánh Hiệp thì trước đây có một thời gian là huấn luyện viên rồi, cho nên là có thể là anh chàng này sẽ có hơn một chút xíu là cái kinh nghiệm so với đối thủ của mình. Vậy thì để xem vào trong trận đấu thì cái kinh nghiệm hay là cái sự tương tác, tôi tin rằng Mạnh An là một người có cái khả năng tương tác với các bạn nữ rất là giỏi, tôi tin là như vậy, với cái mồm dẻo và với một cái khuôn mặt, với một thân hình ưa nhìn, rồi là một góc độ nó cũng có vẻ như là phẳng lì, men hơn so với Hiệp, đúng không? Ok, men hơn. Thực ra thôi không nói về điều đấy. Quay trở lại với giải đấu thì như đã nói, chúng ta sẽ có 4 đội tuyển, và trận đầu tiên là Liên Quân Nhí Nhố, tức là đội tuyển Tipper sẽ đối đầu với Liên Quân Lan Man, tức là đội tuyển The Queen. Và S-Girl. Và chúng ta có lẽ sẽ đến một hình ảnh của hai bên, đúng không? Với 10 gương mặt khá là xinh xắn. Xin chào các bạn, mình là Khánh Hiệp, Cung Hoàng Đạo, Nhân Mã. Còn đây là 5 anh bèo trong đội quân Nhí Nhố của mình. Xin chào các bạn, mình là Linh Thảo, Cung Đồng, mình là Bạch Dương. Còn mình là Phương Pia, mình thuộc cung Bọ Cạp. Xin chào các bạn, mình là Kẹo Gỗ, cung Hoàng Đạo, của mình là Market. Xin chào, mình là Xích, mình thuộc cung Song Ngư. Và cuối cùng là mình là Cáo Con, cung Hoàng Đạo của mình là Sử Nữ. Liên Quân Nhí Nhố, quét sạch! Xin chào năm em, anh là Mạnh An, cung sư tử, và anh hiện tại đang đi tìm 5 sư tử Hà Đông để vào team Liên Quân Lan Man của anh. Và nếu như các em có nhã hứng thì cùng gia nhập team Liên Quân Lan Man để chúng ta cùng đạt một cái danh hiệu mà anh nghĩ là nó easy như một trò đùa thôi, ok? Xin chào tất cả các bạn, mình là Uyên Bu, mình là cung song tử. Chào các bạn, mình là Banshee, cung hoàng đạo của mình là sư nữ. Mình tên là Thư Tia, cung hoàng đạo của mình là Market. Mình là Cbiz, mình thuộc cung sư nữ.
Mình là Bonnie thuộc cung Market. Liên quân lan man. Nhâm là Phan. Khá giống với những gì tôi hình dung ngay từ đầu đúng không? Tức là chúng ta nhìn qua thôi chúng ta đã thấy là Izumin chuyên nghiệp vẫn hẳn rồi. Đào tạo một đội hình ngay từ đầu đã ngồi chơi chung với nhau, hướng dẫn chiến thuật cho nhau. Trong khi đấy thì tôi thấy rằng Mạnh An giống như kiểu là tay gặp nhau một chiều thu tháng 10 vậy. Tự nhiên đi ra giữa quảng trường đang chụp ảnh linh tinh, thấy mấy cô gái xinh xắn, làm vài bức hình. Như vậy là biến thành tôi là huấn luyện viên của các cô. Nó giống kiểu như ngày xưa đó là chiêu. Tức là khi mà chúng ta khởi nghĩa chúng ta hay chiêu mộ quân kiểu đấy. Thay vì chúng ta có một đội quân chuyên nghiệp rồi chúng ta đi xâm chiếm các khu vực khác đúng không? Có vẻ như Izu sẽ là một đội quân xâm lược. Còn Mạnh An sẽ là một đội quân bị xâm lược rồi, sau đó giấy binh khởi nghĩa, kiểu như vậy. Kiểu chúng ta nói là vui là như vậy thôi, nhưng mà tôi tin rằng là với những sự chuẩn bị rất là kỹ đến từ cả hai huấn luyện viên cũng như là toàn bộ các vận động viên của chúng ta thì gặp là Phang nhá. Đấy, thấy chưa? Gặp là Phang, đó là slogan của Liên quân Lan Man. Tôi tin rằng là những đạo quân hô hợp thì không thể nào mà có cái tinh thần, có cái ý chí chiến đấu mạnh mẽ đến như vậy được. Và tranh thủ quần ra này thì các bạn nên nghĩa qua đấy là ngày sinh, năm sinh rồi cũng như là cung hoàng đạo, bởi vì biết đâu đấy chúng ta chỉ cần nhìn vào cung hoàng đạo thôi chúng ta có thể tìm được đối tượng của cuộc đời mình cơ mà. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ tiến tới với một trận đấu rất căng thẳng. Đây là trận đấu đầu tiên của Liên quân Idol nữ nhì tranh tài, và bên tay trái các bạn là đội tuyển Liên quân nhí nhố, tức là Tipper. Trong đấy bên tay phải là Liên quân Lan Man, là S-Girl. Và chúng ta hãy cùng nhìn vào những sự lựa chọn được đưa ra rất nhanh bởi Liên quân nhí nhố, đó là kẹo gỗ đi rừng với Maganga, Sixpia với Violet xạ thủ, đường giữa là điêu thuyền của Bunny, cáo con với Gildu. Gildu này thì có lẽ là Gildu đi đường trên đúng không? Và bò kia sẽ hỗ trợ đúng là không? Bò hỗ trợ. Đúng như vậy, và Gildu đường trên thì nhiệm vụ đơn giản đó là trụ đường mà thôi, trụ đường xong rồi lên cấp 4 có thể đảo Ram. Chúng ta thấy là một vài phép ví dụ như là trừng phạt đi rừng tất nhiên rồi. Đường dưới đó là hai cái tốc biến, cũng là điều cực kỳ dễ hiểu. Trái ngược với bên kia chúng ta có Yon xạ thủ, cũng có Gildu. Chrissy là đi đường giữa rồi. Ganga này chắc đấy là cũng sẽ đi rừng. Và họ có cả Nugroot nữa. Ồ. Như vậy là Nugroot sẽ là người đường trên. Chơi đường trên này. Và rõ ràng là cái thoạt nhìn qua tôi thấy rằng cái sự chuyên nghiệp thì đội hình của Liên quân Lan Man đang có là tương đối nhiều, bởi vì Gildu có vẻ như là thích hợp với cái vai trò là một người hỗ trợ hơn so với việc là solo đường. Sải tay ngắn cũng như là bộ chiêu thức của Gildu không có những kỹ năng để xuyên qua lính đúng không? Thì khó để có thể xóa sổ đi quái vật lắm. Và chúng ta sẽ tiến vào bên trong trận đấu. Trên màn hình các bạn đang là màn hình thao tác tới từ kẹo gỗ người đi rừng của Liên quân nhí nhố. Và đó là vị tướng Maganga với phép là trừng trị của mình. Tức nó không khác gì phép trừng phạt của Liên minh huyền thoại cả. Và vấn đề đó là bên kia tôi không thấy một phép trừng trị nào cả. Chứng tỏ kẹo gỗ sẽ có giai đoạn đi đường tôi nghĩ là sẽ nhanh hơn, giai đoạn đi rừng nhanh hơn và lên cấp độ sớm hơn. Và điều quan trọng nữa, cái trừng phạt này sẽ giúp cho kẹo gỗ là có khả năng lấy được rồng cao hơn đối phương, cực kỳ cao. Và điều quan trọng nhất đó là Maganga là một vị tướng có khả năng ăn được rồng từ một khoảng thời gian cực kỳ sớm. Với cái bộ chiêu thức của mình, tà thuật là nội tại, độc khí là kỹ năng Q cũng như là vẹn toàn kỹ năng W, có khả năng hồi phục tương đối tốt. Vừa đi rừng, kẹo gỗ vẫn liên tục để ý ra khu vực đường của mình để tìm xem có một pha tấn công nguy hiểm nào đến từ pháp sư đường giữa của đối phương cũng như Nugroot đang loanh quanh đây không. Đây là một chiến thuật tương đối lạ, rất đặc biệt được đưa ra bởi các thành viên đội tuyển Esker khi họ không sử dụng trừng phạt và họ để cả Nugroot đi đường giữa, ăn kinh nghiệm chung với Chrissy. Họ muốn tìm một cái cơ hội để hạ gục được điêu thuyền, điều đấy rất nguy hiểm. Rất may là điêu thuyền cũng có một bộ chiêu thức có khả năng farm từ xa tương đối tốt với cái kỹ năng đầu tiên, tức là xương lạnh giá của mình đúng không? Rồi, và chưa kể khi mà đạt cho mình cấp độ 4, tức là có chiêu cuối rồi thì đứng vận chiêu cuối, thì điêu thuyền sẽ có 600 giáp, đó là một con số quá lớn để khắc chế được một phần nào đó sát thương vật lý của Nugroot. Đường trên thì Gildu không bất ngờ đối đầu 1-2, anh ta tất nhiên là phải ôm trụ rồi, chính xác là cô ta tất nhiên là phải ôm trụ rồi. Vấn đề bây giờ đó là sự năng nổ của kẹo gỗ sẽ điền đâu khi mà hai mảng rừng kẹo gỗ hoàn toàn được quyền ăn hay là không ăn, tức là cô ta có quyền được quyết định cái số phận của mình chứ không sẽ phụ thuộc người đi rừng đối phương nữa. Và cô ta quyết định lên đường trên sẽ không ăn rồng nhỏ, muốn tiến thẳng ra gánh đang tiến lên rất cao là cáo con. Họ muốn tấn công vào Thư Skinny, lao thẳng lên dồn sát thương. Cipit đang là người bị tấn công rất đau, đó là John, và không có kỹ năng chạy trốn. Chiến công đầu thuộc về kẹo gỗ, họ vẫn muốn đuổi theo. Sát thương đang được gây ra rất nhiều bởi kẹo, đặt thêm cả vùng độc năm số, một đòn bắn tay nữa, độc dồn, hai điểm chiến công double tap dành cho kẹo gỗ với Maganga.
quá ghê. Và điều quan trọng nhất đó là kẹo gỗ biết đường để ganh, bởi hình như đường trên của Eskeon họ dùng cho mình cái tốc hành chứ không phải là cái tốc biến, và gần như không có khả năng giãn cách một cách nhanh chóng. Kẹo gỗ với khả năng làm chậm, với khả năng đeo buổi bắn chiều của mình, thì hai điểm hạ gục gần như làm cái gì đó quá lợi dành cho kẹo gỗ giai đoạn đầu trận đấu. Rất nhanh chóng thôi, tiến ra ăn rồng nhỏ sau khi có được hai điểm chiến công đầu tiên trong trận đấu này và đạt được cấp độ 5. Kẹo gỗ vẫn đang muốn tìm tiếp hướng ganh của mình. Winpu đang là mục tiêu ngay trước mặt, nhưng nên nhớ rằng Nakroth có những kỹ năng chạy, nhưng Nakroth lao vào, lướt về, vẫn đang nằm trong trận tấn công. Và đương nhiên với chiêu cuối công kích kịch độc và 5 điểm nội tại đang nằm trên đầu dưới kia, kẹo gỗ có thể hạ gục thành công đối thủ của mình, đem về điểm hạ gục thứ 3 cho chính bản thân cô ta cũng như toàn bộ đội tuyển của mình. Đây là rồng, và như đã nói, kể cả cấp độ 4 thì một mình Ganga cũng có đủ khả năng để tiến ra và solo con rồng này. Rồng đem lại rất nhiều kinh nghiệm, lượng tiền cho toàn bộ các thành viên trong đội tuyển, và đó là một lời khởi đầu không thể nào lợi thế hơn dành cho đội tuyển đến từ Hà Nội. Ăn xong con rồng này thì Phương Pia tức là Toro đã có cấp độ 4, có chiêu cuối. Và tôi nghĩ rằng nếu như Toro thực hiện những tình huống đảo đường kết hợp với kẹo gỗ nữa thì đường giữa của Eskern sẽ gặp cực kỳ nhiều nguy hiểm. Và có vẻ như đường giữa của Eskern, chính xác hơn là Guido, lúc này anh ta không còn đường giữa nữa. Họ cũng chia ra đội hình, vẫn là hai vị trí, hai người ở hai đường, nhưng nó đã đổi rồi, không còn đường giữa nữa mà là đường dưới và đường trên. Tiếp tục muốn xóa sổ những bãi quái vật rừng của mình, ăn bùa theo vòng. Điều đấy khiến cho những bãi quái vật rừng của kẹo gỗ hồi lại rất đúng thời điểm. Xong bùa đỏ, tiến sang với bùa lợi xanh, đảm bảo khả năng phục hồi và tiếp tục muốn tiến lên khu vực đường trên để ganh. Nên nhớ rằng kẹo gỗ đã hoàn thành xong được cái món đồ đi rừng của mình rồi, đã nâng cấp lên mức độ cao nhất và có thể stack số để farm được nhiều số lượng tốt hơn. Chiều cuối rất đẹp, đó là Phương Quốc Vàng đến từ Cáo Con, giữ chân được cả hai thành viên độc đơn trên đầu cả hai người và cả 5 điểm hạ gục trong trận đấu này vẫn đang thuộc về kẹo gỗ. Và một lần nữa kẹo gỗ lại có cho mình double tap. Đi rừng cực kỳ quan trọng, phải nói cực kỳ quan trọng. Chúng ta đã thấy được sự chênh lệch của một đội tuyển không có rừng và một đội đã có rừng nó là như thế nào rồi, liên tục đảo đường. Và hơi liều, Nguyên Phu bị giữ lại, sát thương chưa đủ. Đòn bắn tay cuối cùng của kẹo gỗ liệu có đủ, và đó là đủ độc, quá khỏe rồi mà. Đúng như vậy, và đây là một sự áp đảo hoàn toàn rồi. Họ có thể lấy được cái trụ này bởi trụ rất đuối, rất ít giáp khi mà không có, chính xác là có lính như thế này, và cái trụ cũng được phá hủy khá nhanh. Cử một người ra, đó là phía Esker, đó lại là một Ganga nữa. Và để xem nào, rất khó để cho Essini có thể làm ngăn cản được kẹo gỗ. Ngay lúc này thì ở khu vực đường dưới đó là một pha tấn công hơi sai lầm. Hơi sai lầm đến từ Gildu của Esker. Và đã để cho Sigpia với con bài Violet hoàn thành xong được cái món trang bị gần như là tối thượng dành cho những người chơi xạ thủ rồi. Đó là món đồ tăng 100 sát thương vật lý cũng như tỷ lệ chí mạng là khá cao để có thể kết hợp thêm món trang bị gia tăng thêm tốc độ đánh và chí mạng của mình. Một pha combo tốt đến từ Nakroth để hất tung được kẹo gỗ lên. Họ muốn tìm kiếm điểm shutdown hơi khó từ Sini. Tiến tới chiêu cuối quá đẹp đến từ Bunny và thêm cả Phương Phi ở đây để chắc chắn đối thủ nằm trong tầm chiêu cuối. Đến từ điều thuyền, 7 điểm hạ gục dành cho Ganga của Tipper, và 9-1, đó là sự chênh lệch khoảng cách giữa cả hai đội tuyển. Và những hiệu khống chế trên diện rộng của bên phía Tipper đang được tận dụng rất tốt. Vừa rồi trước khi dùng đến chiêu cuối đẹp thì điêu thuyền đã có một cú choáng hai người cực kỳ tuyệt vời, và kẹo gỗ tiếp tục thể hiện sự lộng hành của mình với những tình huống đảo ram, và đó là 10 điểm hạ gục cho Tipper dành cho Linh Quân nhí nhố. Và lần này thì đã khéo léo nhường nó lại được cho Violet của Sigpia chủ động biến về. Máu đã hết rồi. Rõ ràng rằng máu và năng lượng hết mới là vấn đề để khiến cho bạn phải biến về. Bởi vì trong Liên Quân Mobile, bạn hoàn toàn có thể mua đồ, mua thêm những món trang bị cần thiết ngay khi bạn đang trụ ở khu vực đường. Và nếu như bạn không mất quá nhiều máu và năng lượng đi, thì bạn vẫn có thể sử dụng những cái bình máu được hiện ra ở ngay gần khu vực trụ của mình, cũng như cái phép hồi máu căn bản dành cho bất cứ một thành viên nào để hồi lại máu và năng lượng. Sigpia sẽ ăn cho mình con bùa đỏ này. Với Valet khi có bùa đỏ thì khả năng truy đuổi của cô nàng này là cực kỳ kinh khủng đây. Và kẹo gỗ tiếp tục có một cú ganh. Anh ta, cô ta đang làm tốt nhiệm vụ đi rừng của mình, và điểm hạ gục tiếp theo, tôi không biết là thứ mấy nữa, nó là thứ 8 rồi, quá kinh khủng với kẹo gỗ. Sát thương rất nhiều. Tôi hơi tò mò một chút xíu là liệu cái con bài Ganga này đã sở hữu thêm được cho mình cái món trang bị gì sau món đồ đi rừng đầu tiên. Trụ thứ nhất ở khu vực đường dưới đang bị công phá bởi Sigpia và Phương Pia. Những cú nhào lộn khiến cho sát thương đến từ Violet nó cao hơn hẳn, và bắn vào trụ rất nhanh chóng đã lấy đi được cái trụ đầu tiên ở khu vực đường dưới. Còn ở khu đường dưới này, Cáo Con dùng chiêu cuối Vương Quốc Vàng của mình, có thêm cả tốc biến lên chiêu cuối đến từ Bunny, nhưng họ không thu lại điểm hạ gục.
cú làm choáng lại chúng vào Yon, và Yon đang phải cố gắng chạy thoát trong tình huống này. Không có kỹ năng chạy. Tôi nghĩ là hơi khó, cực kỳ khó, và tiếp tục là cú làm choáng của Guido. Tiền vào cục thứ 13 dành cho Tipper rồi. Và 9 dành cho Mganga. 9-0-3, một cây đề kinh khủng. Gần như chiếc MVP đã nằm rõ trong tay của kẹo gỗ rồi. Với cây đề quá cao như thế này, họ tấn công vào trụ thứ 3. Đây là trụ thứ 3 khu vực đường giữa. Rất dễ dàng thôi. Nó đang bị bào đi, lượng máu mất nhanh kinh khủng. Pony la vào. Pony vừa có một góc rất đẹp, nhưng cô ta không sử dụng chiêu cuối, dùng hơi muộn, không trú bất cứ một ai cả, và quay về trong sự bất lực dưới lượng sát thương được gây ra bởi Mganga và những người đồng đội, nằm xuống. Và bây giờ thì nhiệm vụ của Tipper là chỉ có đẩy phá hủy đi cái đường giữa của đối phương mà thôi. Shakespeare vừa làm một tình huống cũng không có gì là thừa thãi, bởi nó là cần thiết trong tình huống này. Bò đang lao vào, bò muốn lao vào, hất tung đủ Huyền Phù. Huyền Phù ngay lập tức bốc hơi chiều cuối ở cáo con, không trúng ai cả. Nhưng đây là thời cơ để kết thúc trận đấu này rồi. Họ đang rất nhanh chóng tấn công vào nhà chính của đối phương. Không có ai có đủ khả năng phòng ngự cả. Và như vậy, chiến thắng đầu tiên trong Liên Quân Idol nữ nhi tranh tài thuộc về đội tuyển Liên Quân Nhí Nhố, tức là đội tuyển Tipper đến từ khu vực Hà Nội. Và như chúng ta đã nói ngay từ đầu rồi, MVP rõ ràng thuộc về Mganga. Không thể chạy đấu cho thoát được. Và với chiến thắng này thì Liên Quân Nhí Nhố tiếp tục đi tiếp ở trong mạch thắng của mình. Còn Liên Quân Lan Man thì họ sẽ bị đẩy xuống nhánh thua và sẽ phải đối đầu với đội thua trong cuộc đấu giữa Liên Quân Nghiêm Túc và Liên Quân Bánh Bèo. Thực ra cơ hội chưa phải là hết với Liên Quân Lan Man, nhưng rõ ràng họ cần phải có những set thủ, đặc biệt là họ cần phải có một người đi rừng. Tôi tin rằng người đi rừng đang là yếu tố rất then chốt trong cái Liên Quân Mobile này. Bạn không thể nào thiếu người đi rừng được, bởi vì đó là một lượng kinh nghiệm lớn khổng lồ. Tôi tin rằng nếu như cắm mặt vào farm, một người đi rừng chắc chắn sẽ đạt được cấp độ 4 và có được chiều cuối trước khi người đi đường kịp thời lên ở cấp độ 4, thậm chí kể cả là cấp độ 3. Và chắc chắn giống như gì Tuấn nói, sẽ phải có những sự chỉnh sửa, và chúng ta sẽ quay trở lại ngay khi những diễn biến của trận đấu tiếp theo được diễn ra